Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 6 trong chuỗi 30 ngày học piano cùng với Trung. Và hôm nay chúng ta sẽ tập thêm hai hợp âm tiếp theo trong vòng của đô. Mình đã tập hai hợp âm trước, bài trước mình tập đô và pha, thì hôm nay mình sẽ tập hợp âm thêm hợp âm nữa, đó là hợp âm la thứ là am và hợp âm g là son trưởng. Thế nhỉ? Thì am sẽ bấm như nào đây? Chúng ta nhìn lên bản nhạc nhé. Khóa son tay phải là gì? Do mi la, đúng không nhỉ? Và ngón ngón thì sẽ ngón 1 2 5. Ngón 1 vào đô này, ngón 2 vào mi, ngón 5 vào la. Các bạn cần phải để ý ngón nhé, số ngón rất quan trọng, rất 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 cần thiết, các bạn cần phải quan tâm. Nếu bấm sai ngón nó thành sai tay và sai kỹ thuật và dẫn rất nhiều hệ quả khác nhau. Đấy nhỉ? La thứ am. Do mi la. Thì tay trái các bạn bấm vào ngón 1 và nốt la. La. Nốt A đấy. Cùng nhau bấm đồng thời. 2 3 4. Các bạn sẽ tập xem một cái âm nữa là âm son trưởng là gì? Si re son. Cũng là ngón 1 2 5. Si re son. Tay phải các bạn cũng dùng ngón ngón 1 bấm vào nốt son. Tay trái xem tay trái. 2 3 4. Được chưa nhỉ? Lại nhé. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sau đó thì các bạn cũng tập với bài tập nốt tròn. Các bạn nhớ bài trước không? Mình tập nốt tròn là mình sẽ để cho ngân 4 phách rồi mình chuyển đấy. La 2 3 4 son 2 3 4. Được chưa nhỉ? Sau khi các bạn đã tập hai bài bài này rất là nhuyễn rồi, tập về tempo để tầm 50, 55 đến 60, 50, 50 đến 60, các bạn sẽ tập ghép cả bài lần trước vào. Lần trước mình tập là đô 2 3 4 fa 2 3 4 la thứ là 2 3 4 son 2 3 4. Các bạn ghép hai bài với nhau và thành bốn hợp âm với bốn ô nhịp và tập với nốt tròn thôi. Ok. 1 2 3 4 fa 2 3 4 la 2 3 4 son 2 3 4. Đó toàn bộ bài tập của bài ngày thứ 6. Và các bạn nhìn mình tập thì rất là ngon lành, ngon ăn, đơn giản, trôi chảy. Nhưng các bạn ghép vào bài làm cả vấn đề. Các bạn cần phải tập rất là nhiều để trôi chảy và tập tempo nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.